Chào cả nhà nha. Hôm nay thì mình chia sẻ đến cả nhà một cái mẹo nhỏ để mình khử tanh cái mùi tanh của cá và mình làm cho sạch nhớ cá ha. Trong vòng 2-3 phút thôi là mình đã có những con cá rất là ngon luôn, rất là sạch nhớt luôn. Mà cách làm thì rất là đơn giản mà hiệu quả ha. Con cá khi mà làm xong thì sạch bông luôn nè, không còn miếng nhớt nào hết trơn luôn. Cá này thì cá lóc đồng cho nên bữa nay có trứng nữa nè. Rồi nếu mà các bạn thích đó, thì mình mời các bạn cùng vào bếp để làm nha. Mình mới mua được một ký cá lóc đồng này cả nhà. Cá lóc đồng thì con nhỏ nhỏ không chứ không có được lớn ha. Và mình đã nhờ người ta cắt cái kỳ đổ trơn rồi nè, nhưng mà dãy thì người ta đánh chưa có sạch ha, vẫn còn nè. Rồi chút xíu nữa thì mình rửa rồi mình đánh lại cho sạch luôn. Và hôm nay thì mình chia sẻ cái cách mà mình khử cái mùi tanh của cá và cái cách làm sạch nhớt cá rất là hay, hiệu quả luôn ha. Chỉ cần cái mẹo nhỏ thôi à. Cá khi mà mình mua về nè rất là nhớt luôn nè, tại vì chưa có kỳ, chưa có rửa gì hết trơn á. Mà cái cách này thì mình áp dụng được hết tất cả các loại cá nhiều nhớt ha. Rồi bây giờ đầu tiên thì mình sẽ rửa sơ cái phần cá này nha. Rồi thì mình đã rửa sơ rồi nè, chứ cũng vẫn còn nhớ rất là nhiều ha. Rồi bây giờ mình đổ ngược lại vô cái thau nè. Và đây là mình có 5 trái tắc nha, tắc hoặc là chanh gì cũng được hết trơn á, chanh thì càng tốt nữa ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt cái mặt nữa. Bây giờ mình sẽ dắt cái nước tắc vô trong cái cá này ha. Cái vỏ thì mình vẫn để đây nha, chút xíu nữa mình còn xài nữa đó. Rồi bây giờ mình trộn cho đều ha, trộn cho cái nước tắc nó thấm đều với cá nè. Xong rồi còn cái vỏ nè, bắt đầu mình lấy mình chà. Mình chà cho đều luôn nha. Là cái bề trên, bề dưới gì xuống mình chà, nhất là cái phần đầu của con cá nè. Nó rất là nhớt luôn. Mà nếu mà con cá mà nhớt nhiều thì nó tanh á. Rồi tiếp tục thì mình kỳ cho nó hết mấy con cá này luôn nè. Rồi bây giờ thì mình chà xong rồi mình để đây khoảng 2 phút ha. Rồi đây sau 2 phút mình trở lại thì bây giờ con cá nó có khác rồi ha. Hồi lúc nãy thì cá nó còn nhớt nhiều cho nên con nào cũng cái màu trắng đục hết trơn á. Còn bây giờ nè, bây giờ mình nhìn xem nè, con cá nó chuyển sang cái màu nâu đậm nè, nó đỏ đỏ lên ha, là nó thấm cái nước tắc đó. Và nó cái nhớt nó cũng chốc bớt rồi nè. Là mình thấy cái màu nó khác liền ha, nó đỏ đỏ lên ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cạo rửa. Trộn cho đều rồi mình cạo rửa cá cho thật là sạch nè. Đó mình mới cạo sơ mà nó sạch trơn luôn ha. Mình để dưới cái tấm thớt này mình cạo cho nó dễ. Nó sạch tới cái da bên trong luôn nè cả nhà. Cái đầu thì người ta cạo không có sạch nè, bây giờ mình về mình cạo lại cho thật là sạch luôn. Rồi cạo xong rồi mình để vô cái thau nước mình rửa lại ha. Rồi đây mình đã cạo xong rồi, đây nó ra cái chất dơ nè.
cái nước này mới nước đầu tiên nè, mình chưa có xả lên nó đen thui luôn nè. Tại vì á, cái nước tắc á, nó có cái chất tẩy đó, cho nên nó tẩy ba cái chất dơ chất nhớt đồ ra hết trơn nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ rửa lại vài nước cho thật là sạch luôn nha. Rồi đây cá của mình đã rửa sạch rồi đây cả nhà ơi. Khi mà rửa xong rồi thấy những cá này nó sạch bong luôn ha, nó sạch tới cái lớp da ở trong luôn nè, không có còn một miếng nhớt nào nữa chân ha. Là lúc này á, là cá cũng hết tanh rồi nè. Khi mà mình làm á, thì mình chẻ tới trên cái đầu luôn vậy nè, tại vì cái chỗ cái phần đầu của con cá này nè là nó nhớt dữ lắm, mình chẻ vậy á, thì mình rửa nó mới sạch đó. Cá lúc này là hết nhớt luôn rồi nè, không còn miếng nhớt nào hết trơn. Cái cách này nó rất là đơn giản nhưng mà nó hiệu quả luôn ha. Mình chỉ ngâm 2 phút thôi à, là mình lấy ra mình cạo sạch trơn luôn. Rồi thì mình vừa chia sẻ đến các bạn cái cách mà mình khử mùi tanh của cá và cái cách mình làm sạch cá không có còn nhớt nữa đó. Thì nếu mà các bạn thích cái cách làm này thì khi nào các bạn áp dụng nha. Rồi video mình đến đây thì cũng đã hết rồi, mình xin tạm dừng và hẹn gặp cả nhà mình video sau nha.